chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece số lượng ký của mình. Như cái clip lần trước thì mình muốn hỏi lại anh em một lần nữa là anh em có muốn làm cái series One, cái Naruto, cái tựa game Naruto đại chiến không? Bởi vì là cái tựa game đó cũng rất là hay, hình đẹp và còn Việt hóa nữa. Thế nên là anh em có muốn chơi không? Có muốn xem mình làm không để mình làm? Bởi vì nó chả khác mẹ cái game One Piece này cả, nhưng mà nó có nhiều hệ thống nhân vật hơn, từ Naruto cho tới thế hệ sau là Boruto. Đó, mình chỉ muốn nói thế thôi. Còn chắc chắn là mình sẽ chơi thêm cả cốt truyện nữa, bởi vì là game action chưa có cốt truyện của Naruto. Ok, còn Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot thì mình vẫn chơi hết và chơi cố gắng hết sớm để mình chuyển qua Naruto nhá. Vẫn là trận chiến của bạn mình nhỉ. Ok, những người dưới 30 tuổi nhau với những người trên 30 tuổi. Đó rất là hay đúng không nào? Luffy này. Thế chứ là có Ace. Sabo luôn, ba anh em luôn. Roro, Sanji. Sanji. Nami. Kid, Lo. Sop. Bây giờ mình sẽ cho support vào cho nó thú vị nhá. Những người trên 30 tuổi là có Newgate này, Robin, Franky, Rock cực già luôn, Teach, Sengoku, mấy ông quân trai quân già lắm đây. Quá tốc luôn. Ê, thiếu support của Hàn Quốc. Thế mà game này nó có phát triển thì chắc là nó sẽ ra nhiều nhân vật hơn mà game nó chết tạnh ở đâu. Game nó ra từ 2017 cơ, 2015 cơ. Ok, bây giờ thì chúng ta cũng phải chuyển sang hướng mới thôi, chứ mình cũng không thể mà đi đến mãi thì tự nhiên mình được. Ok, mình đã có được cậu ba anh em ở đây. Bây giờ là thế già và thế trẻ nhá. Rồi, mình sẽ cho dâu trắng ăn thử một phát bazooka đã. Mày ký nhận ra thuyền trưởng không? Rồi, nó mất một chai cola rồi kìa. Thuyền thắng xong lên. Nó lại mất thêm một chai coca rồi. Rồi, mất rồi. Đi. Ai cho mày reload lại. Một phát bazooka vào mồm nào. Một phát bazooka vào mồm. Nó hết dụng, mà nó hết cola rồi. Nó hết cola, nó không làm được gì cả. Cái tội hết cola có. Robin à. Đừng như thế bố già, để con solo nào. Con solo. Ôi, đạp rồi mà không kìa. Bố già. Rồi luôn. Các em có nhớ là Ace không bao giờ thắng được bố già trong một trận trận không? Đá phát nào bố già ơi. Ủa, lóc bớt đi kìa. À, mình trở thành tàng hình rồi. Đấy, chờ anh ta hình được với tăng lực kinh ngon. Tăng lực của VPK gì? À, chúng ta có thể phòng thủ thành Flash Guard. Ừ, đấy, đau chưa? Rồi, ông già ăn phát bazooka nữa nhá. Ăn phát bazooka nữa, năng lực của con này là gì đây? Tất cả mọi người, tất cả đòn tấn công sẽ trở thành cái đòn tấn công bình thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế nhở? Ừ, chết phụ cái đấy. Ơ, chết à? Ơi, nó hồi lại ba chai cô lạ. Đang khỏe thế, trời ơi, chết mất rồi, chết mất đấy. Mày đấm anh tao. Ôi ơi! Đang mỏi cười rồi, tôi chết rồi. Oh yeah. Xong. Còn 3, còn 6 người nữa không? Ừ, hay quá nhỉ. Xong may cho con gái. Con gái thì bị, mình đã xử lý hết rồi luôn. Đợi. Kì nha, kì nha, kì nha. Kì nha ông. Ok, bố đốc à. Chết rồi, có mỗi Luffy à. Ôi, vừa bật được cái ulti lên thì chết kìa. Nhà quê thế. Vừa bật được cái ulti kia thì bị block chém chết kìa. Nhà quê à, Chuẩn sĩ mạnh nhất thế giới là ta. Xong, đại sinh can, chết luôn. Ôi, đại xe sinh can phát nữa này. Trời ơi, xe Goku ơi. Chơi vậy ai chơi, ui, có được 2 đam. Được nhá, xem Goku chơi này hơi bẩn nhá bạn nhá. Người ai làm thế? Là người ai làm thế đấy. Làm người ai làm thế? Chơi hơi bẩn nhá. Xử lý. Nó phạt tiếp bây giờ đấy. Đó, đúng rồi đấy. Ăn giật phát nữa. Vào vào đây. Ui, nó phái mây của mình rồi. Ôi, nhà quê. Bắt là Nami của, bắt là Nami của tôi. Ây à, đau quá nhở. Let's go, Shanji! Hắc cước! Biểu diễn khả năng của mình đi, hắc cước! Tất cả quá khứ sẽ bị cho vùi. Bum. Chúng ta có 3 người nữa thôi. Easy man. Easy man. Ok, 3 người mới nào. Rồi, 3 đồ đốc. Hơi toàn nhé, hơi toàn. Chạy, chạy, chạy. Mình biết ngay mà. Flash counter á, cái hút cấu nhở. Chết mẹ thằng Sanji của tôi rồi. Nhóc con. Ok á, sao lại gọi Bosadino ra thế ông? Ông cậu ấy.
cũng cái trường này cũng mạnh lắm nhưng mà nó chưa kiểu còn phá giáp đấy. Trường này mới mới đó kiểu phá giáp đấy nhá. Cái bẩn quá à, không được con gái thế đó. Mày quá. Con tim. Rồi. Ông chết rồi. Lùi lại đi, đây là chỗ chiến của tôi. Ui dồi, ông còn bật Haki lên. À bật, bật năng lực đáng quý lắm, chơi với tôi. Cái nào mà chơi thôi. Chơi hết mình, thua hết, sạch tiền. Chơi nào. Ok. Chết. Xong. Này ơi. Ơi nó haki kìa. Ui con chó nó bật hạ, à, nó bật cái năng lực trái quỷ anh em ạ. Ui thế thì chơi sao. Ơ, bật mình đang kìa. Gọi Kizaru ra đỡ ạ. Phải. Ok rồi, biết thằng danh rồi. Bão tố nổi dậy. Phán tố rượu. Mình ôi, nó lại phải đổi quá cơ. Tuyệt vời quá, ok. Để một mình làm tiếp clip tiếp theo để anh em đừng quên nhấn like, bình luận, cùng đăng ký kênh cho mình nhé. Bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.